Rồi, xin chào bà con, tiếp tục chia sẻ cho bà con phun thuốc cho lúa giai đoạn công chế men. Ở đây đất hai vụ. Thì lúa này lúa OM18 nha bà con, chứ không phải là thơm. Lúa này lúa OM18. Thì thuốc anh bỏ một bọc trên bờ nè. Thuốc này pha sẵn cái gì vậy? Đây đang xịt vô. Để một chút nữa anh xịt vô thì mình coi. Thì cái dàn bông này thấy cũng khá là ổn á bà con. Cũng nếu dàn bông này mà nếu mà nó bà con mình người lem lép không có bị cháy lá, không bị lép cỏ, hắn vô đều đặn hết thì có thể là đặt từ 900. Từ 850 đến 900. Có thể là 950 luôn. Nếu bà con người bệnh vô cỏ hết á thì dàn bông thấy cũng được. Nó không có thưa gì mấy. Cũng bông thì nó cũng không có dày đặc gì mấy, cũng không có cũng thưa, nhưng mà thấy dàn bông nó tạm ổn. Thì dao động từ 800 đến 950 đó. Dàn lúa này. Trúng lắm thì 900. Còn vừa vừa thì 800, nó như đó. Là đi phân từ 1.300 vuông đất hai vụ từ 50 kg lên nha, thì dao động từ 800 đến 900. Còn một con nào dưới nữa thì nếu mà đất nó không tốt á, mà lúa nó không phát triển cùi cùi á, thì dưới 50 kg phân cho 1.300 vuông mận vụ á, thì lúa bà con sẽ đặt có từ 700 đến 800 mà nó dao động tùy theo đó. Bà con mình xả phân nhiều mình ăn nhiều, nó như thôi. Đất bây giờ, lúa bây giờ, thời tiết bây giờ không có biết được đâu. Con mình tiền nào của nấy đó, bỏ vốn mới có lợn, chứ không phải như mỗi lần mà xả nhín cũng vẫn trúng đâu. Thời bây giờ nó khác rồi. Đợi anh đó anh xịt vô cái chia sẻ cho bà con. Thì cái ông chủ đất cũng đang đi vô đó bà con. Vô hỏi ổng coi bữa nay nhiêu ngày. Thuốc thì một bọc. Này chung chủ một đó hả chú? Chung chủ đó hả? Chung chủ một phải không? Dạ. Quá nhiều. Này em làm ô em không quá. Em vô rồi, hỏi mẹ nhà bà con đi xem. Hôm nay 70 ngày chưa anh? 70 trong với me hết rồi. Quay người có quảng cáo không? Có. Quay không quảng cáo không? Bữa nay có xịt gầy gì không? Hả? Có xịt gầy gì không? Thấy là xịt gầy quá xịt rồi. Xịt cử chứ chỗ mấy xe nai gì? Mà nó có để gì có. Cái này sẽ chủ yếu là gì lấm lép cái gì thì tim con à, đó là chỉ gì ta thuốc lạ quá. Thì tim con là chỉ đậu của bông, đậu của bông. Thằng kia là vô học cái vàng lá lem lép hả? À, hai cái. Gầu huyết. Gầu huyết là chỉ gì? Vô hộp. À, vô hộp. Vô hộp, vô hộp. Thuốc này là thuốc lưu dẫn không ha? Ừ. Giờ quá tờ thuốc rồi, là lạ nhóc cái dân. Như mặt. Cái hơi bay như mặt. Hai ba lỗi. Bây giờ bệnh hoạn gì
người ta rồi chuyển khoản trước cho mình luôn á, rồi mình mua thuốc gỡ cho người ta. Cái thuốc này nè là đại tài luôn, đặc trị vàng lá đem đất này. Cái hàng thuốc nhỏ đó à, không để anh đưa cho anh. Ê đi được, mà cưng dở với chùa chỗ đó đi, cưng làm cưng bị đừng sợ cái vụ bệnh hoạn, đợi giờ nó vụ bệnh hoạn xưa rồi, hiểu không? Gã nó tốn phí tùm lum nữa. Đâu có tốn phí cái chuyện cưng quảng cáo rồi, cái chỗ ấy thì người ta thấy chi phần trăm lại cho cưng dở gì mẹ. Cái chỗ bán thuốc hả? Ừ. Hay liên kết được thì cũng được chứ. Ừ. Trời ơi mà. Này là nhắc tôi đi. Xe 3 không nói xe. Này anh trai trăm lục, cái này làm sử dụng bệnh nhiêu cc hả? Nếu mà phát ghép á, xịt phát ghép á, thì nó là một chai dị 10 bình, chai trăm rưỡi. Bình 15? Pha 15. Ừ. Còn phát tắc chiếc thì pha 25. À, cho đậm lên ha. Ừ, đậm lên tắc chiếc mà. Mình phải nói cho là. Này là chỉ vàng lá hay luôn ha. Chỉ vàng lá là đại tài luôn, dưỡng cây. Con chai khoảng 200 mấy không? Hay là 100 mấy? 230. Phải rồi, có 150 cc mà 230 mắc phải rồi. Ừ, đó rồi. Mắc á, 230 là mắc rồi. Đã toàn hay rồi. Việc núm khó trị. Mà chạy da kinh tính là không mắc. Là nó xịt là trước chỗ nhau chỗ, lúa vàng lá kinh xịt là hết. Cái này nó có tăng trưởng luôn ta. Điều hòa sinh trưởng luôn, nói chung luôn ha. Điều hòa sinh trưởng luôn mà. Diệt núm khó trị, điều hòa sinh trưởng luôn này, diệt núm luôn rồi, bởi vì vàng lá nè, vàng lá cho núm. Ê cái này đậu ôm luôn ta. Đã nói chuyện mà. Nè đậu ôm lá luôn có bông nè. 20 24 ml bình, 25 30 lít. Đã nó hay hơn ta tốt nữa. Ừ, phun khi bệnh chấm xuất hiện. Lem lép hạt. Đen lép hạt lép vàng 25 30. Nhưng cái này đậu ôm lem lép luôn ta. Chung luôn ha, chung cái một luôn. Nhưng mà cứ mua mấy vô khăn đây không có thôi. Mấy. Chỗ có chứ không bả thuốc bây giờ lắm chứ. Ừ, nhưng mà thằng này còn hay. Thằng trời. Birorotubin. Hả? Thành phần là birorotubin với Sebitkel Andivit. Có một hai con à. Chai dữ vậy. Hai loại. Với cái thằng nhỏ, nhỏ này ngộ hết. Ba lần. Đó chị nó vô họ. Hả? Linh rồ. Linh rồ này thẻ 2 bình hết ta. Ừ. 100 gram. Nếu mà không thì mình pha 4 thẻ 10 bình. À cũng vô ngợ ha. Thấy thường thường. Ở ra, ừ. Thấy thường thường ta xài thẻ 2 bình là nhiều. Ừ, nhưng mà mình xài mình 4 thẻ 10 bình là được rồi. Thẻ này chắc 4 mấy ngàn nó lên hay là chục à? 50 mấy. Đầu lên dữ vậy. Ừ. Mới 3 mấy, 4 mấy rồi 5 mấy. Linh rồ. Nó vợ mắc hơn. Hồi lần nó rẻ hơn chi đuôi giòn vậy, chi đuôi giòn nó rẻ hơn rồi nó. Đến giờ cũng chị đô ôm. Ờ, nó đậu ôm. Đậu ôm. Dưỡng lá. Ờ, đậu ôm. Nên nó xịt hay đó, mình lên gồ nè, nó mắc mà. Đúng rồi, nó thương hiệu mà. Thành phần Robinet nó hai ba thành phần đậu ôm. Này là phần khác mà vậy nó ấy. Nè, cái này, tôi lấy con nè. Nó cũng hay dữ lắm. Nó chịu củ bông với nó cũng làm như mình nhiều cái nói chung hoạt chất nhưng mà mình pha cái mới cho nó hay ha. Ờ, thằng này đặc trị củ bông. Ừ. Còn thằng này thì nó cũng chỉ củ bông nhưng nó dưỡng nhiều hơn. Ừ, như pha cái mới vậy ha. Ừ. Bây giờ bà không thấy ông kia cũng xịt gì đó gì lem lem hạ cái đồ ông chung trùng nhóc vô nhưng mà ông pha cái mới. Thì xịt tin con. Quảng cáo đi rồi người ta có đặt hàng mua thì cứ liên hệ đi anh ship phần trăm lại cho. Vậy ha. Ừ. Làm cứ phải. Nhưng... Để có gì hỏi giá mới được, như người ta hỏi giá như. Mẹ, thì anh cho cái giá tương đó. Rồi anh báo mà. Rồi anh nói cái giá này luôn. Cái giá chai này là 190. 190 tiền mặt ha. Ừ, ừ. Tiền mặt 190. Tiền ngỡ. Chai này mà ở cứ bán trên đó rồi phải tiền mặt rồi. Dạ. Không bán thiếu được. Chai đâu ông có bông này, xịtin này 400ml là 190 ha. Ừ. 190. Chai nhỏ này là chai này 220.
Dây này tiền mặt 220 xe ban. Còn linh gồ là nhiêu? Linh gồ là 55. 55 ngàn ha. Linh gồ 55. Còn này thuốc gì mới nữa ta? Cái này là gầu ghiếp, nó vô hộ. Gầu ghiếp quá to quá đẹp mà. Này thẻ thẻ bình không ta? Chục bình 10 thẻ. Để lại có ba mấy ngày. Một cái vậy hả? Một thẻ có ba mấy ngày. Vậy là một cặp này sáu mấy? Chục bình có chục bình. Bình có bảy mấy nè. Bình có bảy ngàn mấy nè. Mình xài thuốc nghĩ gặp mấy người khác khô mà cái thằng này thương hiệu luôn nè. Nói chung là thằng này là ta tớm không kịp đâu không bằng. 5-6 loại luôn hả ta? Đợt này 6 loại. Em chỉ có 3 loại à, 7 này đem theo thiếu rồi. Thế như thế này. Này cũng đủ ôm luôn. Thế nó nhỏ nhưng mà này nó hay. Mấy cái nhỏ nhỏ chứ nó mạnh. Mạnh, hàm lượng nó mạnh. Hàm lượng nó mạnh. Hàm lượng nó là gấp 5 lần hàm lượng nó gấp 5 lần thằng Amit không? Không. Mà Alvin á. Tại Alvin cũng 203 rồi mà có tới tới 1 lít. Còn này có 202 có. Nhưng mà cái hàm lượng nó gấp á. Cũng như nó ít nước thì nó hàm lượng cao vậy. Hàm lượng nó cao. Phải nói rằng là hàm lượng á Mà Alvin đâu chỉ vàng lá đâu. Không. Dở ẹt à. An Nguyên chỉ là lem lép với đốm vằn à. Mà An Nguyên xịt nó được một cái là nó xanh lá, nó không có bị cháy. Yếu lắm. Nó hạn chế, nếu như mà mình xịt đậm lên. Nên cứ hàng Nhật Tư luôn hả? Hàng chi có đi xài luôn. Hôm nay có mấy người hỏi ba cái thuốc lạ lạ như mà không có như thằng gì. Dịu hổm xong hơi gầy người ta Kagina đâu đó, ta hỏi mua dữ lắm mà. Desina. Kagina xông hơi, nó trên nước có bán, chạy xông hơi chạy 400 ml. Xong. Desina. Desina ấy, ba cái thuốc ấy như Hy Lăng đâu đó, mấy cái thẻ Hy Lăng. Hy Lăng ấy mà. Hay. Mà có người ta hỏi ngặt ba cái thuốc của ta phái. Hy Lăng rẻ rồi. Rẻ rồi. Nó chỉ giữ bộ lá nhưng mà hột nó không vô. Đúng rồi, nó xanh lá thôi mình. Xanh lá nhưng mà hột không vô. Mình thấy xịt thuốc khác kèm vô. Nhưng mà nó giữ lá xanh im lắm. Giữ lá xanh nhưng mà có cái hột không vô. Lép hổ, lép cổ. Lép cổ. Xịt đó phải kèm. Rồi cái nào mình dở rồi cứ nên quảng cáo cho người ta. Mình quảng cáo hay được vậy đó mà người ta xài rồi là mình nổi tiếng à. Nó ngộ vậy đó. Cưng bảo đảm cưng quảng cáo rồi đi. Nếu mà người ta có xài là cưng sẽ nổi tiếng à, bảo đảm luôn. Chứ mình quảng cáo hàng tàu lao là mình không có tiếng đâu. Tại vì mấy cái đó rẻ xài cũng ngợ mà. Ngợ nhưng mà có cái là nó không hiệu quả. Nhưng mà mỗi lần em xịt mấy cái đó em rước phân nó vô quá vô. Nó vừa xanh lá vừa rước phân nó vô. Nhưng mà giữ cho nó hạn chế cháy á.